cao huyết áp uống cà phê được không? Chào bạn, từ lâu cà phê đã được biết đến là thức uống có tác dụng kích thích sự hưng phấn thần kinh do tác động của caffeine. Cho đến nay, có khá nhiều nghiên cứu về lợi ích và nguy cơ của cà phê đối với sức khỏe. Đối với người bình thường, việc uống cà phê sẽ không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe hoạt động hàng ngày. Vậy, người bị cao huyết áp uống cà phê có tốt không? Khi mắc bệnh cao huyết áp, điều đầu tiên cần quan tâm đó là điều chỉnh lại lối sống sinh hoạt sao cho hợp lý để giảm thiểu tình trạng huyết áp cao. Các thức ăn phù hợp với người cao huyết áp là rau củ tươi, cá. Bên cạnh đó, cần giảm lượng dầu mỡ trong bữa ăn, giảm lượng muối, chất đường. Đối với cà phê, do có tác dụng kích thích sự hưng phấn thần kinh, nó giúp cho cơ thể sảng khoái và tỉnh táo trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, cà phê có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, gây các vấn đề về đường tiêu hóa, ảnh hưởng tới tim mạch, ảnh hưởng tới thai phụ, gây hội chứng tiền kinh nguyệt ở phụ nữ. Chính vì vậy, cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, đồng thời cũng còn tùy thuộc vào sự dung nạp, thói quen sử dụng ở mỗi người, không có liều lượng cụ thể chung cho mọi người. Một số người có thể sử dụng trước khi đi ngủ nhưng không bị ảnh hưởng, trong khi một số người chỉ cần uống một chút cà phê trong ngày thì đã ảnh hưởng tới giấc ngủ vào ban đêm. Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng trước khi làm việc, hoặc một tách cà phê buổi trưa giúp cho đầu óc tỉnh táo. Khi đã trở thành thói quen thì rất khó thay đổi. Vì vậy, có nhiều người băn khoăn không biết cao huyết áp có uống được cà phê hay không. Các loại chất kích thích là những thứ mà người bệnh cao huyết áp cần nên tránh, trong đó có cà phê. Một điều cần lưu ý là cà phê thường được khuyến cáo không nên sử dụng ở những người đang có vấn đề về sức khỏe, người bị bệnh mãn tính, rối loạn giấc ngủ, tâm lý. Chỉ cần để ý tình trạng cơ thể, chúng ta có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi cao huyết áp uống cà phê có tốt không, vì tác động của cà phê lên mỗi người là không giống nhau. Mỗi ngày cần theo dõi huyết áp và để ý xem sau khi sử dụng cà phê, tinh thần, huyết áp của mình thay đổi như thế nào. Từ đó, bạn có thể biết được có nên thêm hoặc bớt đi lượng cà phê uống vào. Thông qua bài viết, hy vọng mọi người trả lời được câu hỏi bị cao huyết áp uống cà phê được không, xem đó như là một lời tham khảo về sức khỏe và có cho mình sự điều chỉnh phù hợp nhất với căn bệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới góc phải màn hình để theo dõi những video khác hữu ích hơn bạn nhé.